Xin kính chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14. Tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Zelensky cảnh báo ớn lạnh về trận đánh sắp xảy ra ở Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo giao tranh ở Donbass có thể dẫn đến cuộc chiến lớn nhất trong nhiều thế kỷ trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở Donbass. Nói với tờ báo Bild của Đức ngày 8 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky dự đoán giao tranh dữ dội trong những ngày tới. Ông nói với phóng viên Paul Ronzemer của Bild rằng đó có thể là một cuộc chiến tranh lớn ở Donbass giống như thế giới chưa từng thấy trong hàng trăm năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước của mình cho đến cùng. Dự báo ớn lạnh này lặp lại những gì Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các thành viên NATO vào ngày 7 tháng 4. Ông Kuleba nói, trận chiến giành Donbass sẽ khiến bạn nhớ đến chiến tranh thế giới thứ hai. Ông sử dụng lời cảnh báo này để ngay lập tức kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí hạng nặng, bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh, xe bọc thép và máy bay phản lực. Lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tập hợp lại cho một cuộc tấn công mới ở phía đông vào khu vực Donbass sau khi rút hoàn toàn quân khỏi Kiev. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 6 tháng 4 cũng cho biết NATO dự đoán một cuộc tấn công lớn ở Donbass sắp xảy ra. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên rằng một trận chiến có thể kéo dài trong vài tuần, nhưng cũng có thể vài tháng, và cũng có thể trong nhiều năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang cung cấp thông tin cho Ukraine để tiến hành hoạt động ở Donbass trước trận chiến. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã khuyến nghị những người Ukraine sống ở miền Đông nên rời đi trong khi vẫn có thể. Thưa quý vị, ngày hôm nay 9 tháng 4, lượng người tham gia giao thông tăng đột biến, khiến tuyến đường Vành Đai 3 và một số các điểm giao thông nội đô ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số. Ngày đầu nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lượng xe cộ đổ ra cửa ngõ thủ đô tăng đột biến. Đến trưa, đường Vành Đai 3 hướng cầu Thanh Trì vẫn ùn tắc kéo dài. Theo ghi nhận, người dân từ nội thành Hà Nội đổ ra các cửa ngõ để về quê, đi chơi nhân dịp nghỉ lễ. Do kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nên lượng người di chuyển khỏi thành phố rất đông. Cảnh ùn tắc ở đường Vành Đai 3 hướng từ nội thành ra cầu Thanh Trì kéo dài cả cây số. Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tắc đường gần 3 km trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, hoạt động thu phí tại trạm BOT Pháp Vân diễn ra bình thường. Đơn vị khai thác tuyến không xả trạm. Các đội cảnh sát giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay từ sáng sớm, đơn vị đã huy động 100% lực lượng phân luồng tại các cửa ngõ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng trong ngày hôm nay, người dân thành phố và các tỉnh ùn đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để đi du lịch trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Theo ghi nhận từ sáng ngày 9 tháng 4, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất khá đông. Phía trước quầy vé, các hàng không, khách xếp hàng dài để làm thủ tục. Dù lượng khách đến đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Ở chiều các tỉnh về sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách đến cũng khá đông. Một lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, trong hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 561 lượt chuyến bay đi và đến, trong đó có 507 chuyến bay chở khách, ước tính hơn 75.000 lượt khách đi lại. Trong đó, khách đi đạt hơn 40.000 người và chiều đến khoảng 35.000 khách. Ga quốc nội đạt 65.000 khách và ga quốc tế phục vụ khoảng 10.000 khách. Dự án đường cứu hộ cứu nạn ven biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đi qua địa bàn thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Mỹ và xã Phủ Lưu có chiều dài khoảng 6,5 km và được thi công vào tháng 5 năm 2020. Thế nhưng sau gần 2 năm thi công, khi dự án đã chậm tiến độ nhưng đường vẫn còn dở dang, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Đây là công việc bất đắc dĩ mà chị Lưu Thị Nga thường ngày phải làm khi sinh sống dọc tuyến đường này. Cả đoạn đường dài thi công dở dang, ổ ga, ổ voi dày đặc, mưa thì ngập nước, nắng thì bụi bẩn, khiến cho cuộc sống người dân bị đảo lộn. Gió khi thi công đến giờ thì đổ đất á, bụi, bọn em bán ổ đất tại đấy thì vào mùa nặng lên thì xe cò đi lại thì bụi á, bụi mà bay vào thì quần áo sẽ không bẩn được ạ. Và cái đường này sẽ khó đi. Khách hàng sẽ không thể nào mà vào hộp để mua đồ được. Thì anh nhìn thấy đi qua đây thì anh biết đấy. Còn dọc lên thì hắn sẽ khó lên hơn. Mà một khi trời mưa thì nước sẽ đọng lại vào những ổ ga này. Là tuyến đường liên xã với lưu lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày rất đông. Đặc biệt đoàn qua xã Phù Lưu có đến 3 trường học bám sát mặt đường. Thế nhưng với việc dự án chậm tiến độ,
mặt đường chưa được hoàn thiện với những ổ voi ổ gà, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà theo phản ánh của người dân địa phương, thực trạng này đang làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, đặc biệt là vào ban đêm. Dự án đường cứu hộ cứu nạn ven biển huyện Lộc Hà có chiều dài trên 6,5 km, nối từ thị trấn Lộc Hà đi qua xã Thạch Mỹ đến xã Phù Lưu với tổng mức đầu tư 123 tỷ đồng. Triển khai từ tháng 5 năm 2020 và theo tiến độ sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên cho đến nay, hơn 1 km vẫn chưa thi công xong, trong khi nhà thầu đã ngừng thi công từ trước Tết Nguyên đán 2022. Phải điều tra lại cái anh thầu này, anh nào cho cái anh thầu này làm thì nên loại, đừng để anh thầu này vô nên một con sâu con râu nuôi cánh toàn bộ họ làm được mà mình anh không làm được, chứng tỏ anh này là phải có một cái ố lớn, đúng không? Cái ố lớn mình bỏ bế bỏ đấy mình đi làm nơi khác được chứ không nên nó làm đấy chứ. Cái này thì trước hết trách nhiệm thì cũng thuộc về chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Là để ra cái công việc là chậm tiến độ. Tuy nhiên thì cái năng lực của nhà thầu triển khai ở đoạn này thì cũng có nhiều hạn chế và quá trình triển khai thì cũng gặp nhiều khó khăn, do đó mà nhà thầu cũng làm ảnh hưởng đến cái tiến độ của công trình, chậm tiến độ. Được biết dự án không hoàn thành theo đúng tiến độ quy định đã dẫn đến việc nguồn vốn bị điều chuyển. Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà đang đề xuất tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án và bố trí lại nguồn vốn. Thưa quý vị, kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá là căng thẳng không kém kỳ thi đại học khi mà ở các tỉnh thành đều xiết đầu vào lớp 10 trường công. Tại thành phố Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 có khoảng 104.000 học sinh đăng ký dự tuyển và tăng 14.000 so với năm ngoái. Dù chỉ tiêu của các trường công lập đã tăng lên 77.000, nhưng dự kiến tỷ lệ chọi của các trường tốt đầu cũng sẽ tăng mạnh. Áp lực học tập càng lớn khi dịch COVID-19 kéo dài, khiến việc học liên tục bị gián đoạn suốt 3 năm qua, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ học tập và hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh. Đường đua vào lớp 10 đã khó, nay lại càng khó hơn. Vì vậy các em sẽ không thể tránh khỏi những áp lực thi cử và cả sự kỳ vọng từ cha mẹ. Trong suốt 3 năm qua, Nguyễn Phương Anh cùng các bạn trong lớp liên tục bị gián đoạn việc học vì dịch COVID-19. Nỗi lo và áp lực khó mà tránh khỏi khi cả năm qua các em đa phần chỉ học online mà chỉ tiêu vào lớp 10 của nhiều trường công lập hạn chế. Không còn cách nào khác, Phương Anh phải nỗ lực học và cạnh tranh trong thi cử. Bây giờ thời gian biểu của con cũng đang khá là rối loạn, với cả lịch học thêm với cả lịch học ngoài con cũng chưa phân bổ được. Nhưng mà chắc là đợi tầm nốt tuần này thì con sẽ lên một kế hoạch cụ thể để cho nó kế hoạch học tập thật là hiệu quả và nó hợp lý nhất. Sau giờ học ở trường, 14 giờ, Phương Anh cùng các bạn học thêm theo hình thức trực tuyến để củng cố thêm kiến thức. Mỗi tuần em sẽ có 4 buổi như thế này và kết thúc vào 17 giờ. Nghỉ ngơi, ăn cơm tối. 20 giờ em tiếp tục ngồi vào bàn học để ôn luyện và làm bài tập. Thời gian thư giãn, vui chơi hầu như không có. Để đạt được một nguyện vọng, một là Kim Liên, một trường trong top cao của những trường Hà Nội, thì dù cái lịch học nó đang khá là căng thẳng nhưng mà con nghĩ là để đạt được cái nguyện vọng như thế thì đấy là một điều con cần và nên làm. Sau một ngày học dài cả ca sáng lẫn chiều, Trần Vũ Anh Khôi cũng chỉ có thời gian nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục ngồi vào bàn học. Bởi cũng chỉ còn 2 tháng nữa là bước vào kỳ thi vượt cấp quan trọng. Hiện tại thì lịch học của con cũng là khá là căng khi mà ngày nào con cũng phải học từ 6 giờ đến 9 giờ tối để có thể là ôn chắc cho 3 môn chính đấy. Nhiều lúc con cũng cảm thấy mệt mỏi thật, bởi vì là đôi khi kỳ vọng của bố mẹ dành cho con cũng gọi là khá lớn nên là con cũng thấy là cũng khá mệt mỏi. Nhiều lúc con cũng bị gục mặt xuống bàn và đi ngủ đi, bởi vì là con muốn gọi là nhanh quên hết đi để con có thể là nghỉ ngơi được một tí rồi sau đó con lại dậy con học tiếp. Thực sự là nặng hơn rất là nhiều, bởi vì là các con đã trải qua gần như cả một năm học online. Cái kiến thức thực sự là không có nhiều và bây giờ gần như là bắt đầu lại cho cái việc lấy kiến thức đấy. Thì cả cô, cả trò, cả bố mẹ đều lo lắng, nhưng mà chủ yếu nhất ở cái giai đoạn này đấy là cần tự học. Các con phải cân bằng được cái thời gian học trên lớp và học tự học, hai cái đấy nó phải bằng nhau. Còn nếu như chỉ có đi chạy
lại học thêm thì thứ nhất là cái thời gian tự học không có, thứ hai là sức khỏe cũng không đảm bảo cho cái giai đoạn nước rút này. Mong ước càng cao thì phải ôn luyện càng nhiều, nhất là các em chọn thi vào trường chuyên, lớp chọn. Để được đạt được nguyện vọng 1 thì con sẵn sàng căng thẳng và áp lực như thế. Nguyện vọng 1 với cả nguyện vọng 2 của con là con quyết định thi trường dân lập đoàn thị điểm với cả Lomo. Sau khi mà con đạt được nguyện vọng của con thì con sẽ đốt hết để cương trong những tháng ngày con vừa học thi xong. Tại vì con không muốn coi khi con nhìn con lại nhớ lại những cái ngày mà con cực khổ, con trực cái trâu cái bò vì cái đống ba môn đấy. Đầu tiên con muốn là con sẽ đi đá bóng với các bạn của con để giải tỏa tâm trí và rồi hết tất cả những căng thẳng ngày hôm nay vào quả bóng thì mình sút nó một cách là căng nhất để cho giải tỏa. Lịch thi dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 6 đến 20 tháng 6. Sự đồng hành, thấu hiểu của cha mẹ trong giai đoạn chuyển cấp này sẽ là chìa khóa quan trọng giúp con có tâm lý vững vàng, tự tin hơn. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, những cơn mưa đầu mùa xuất hiện liên tục và kéo dài đã làm hàng ngàn hecta lúa đông xuân ở tỉnh Hậu Giang bị đổ ngã. Lúa sập năng suất không chỉ giảm mà chi phí sản xuất tăng mạnh và từ đó lợi nhuận của nông dân thêm phần sụt giảm. Canh tác 2 hecta lúa OM18 vụ đông xuân trước, chị Nguyễn Thanh Thủy ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp thu hoạch hơn 20 tấn lúa. Nhưng vụ này đang chuẩn bị thu hoạch ước đạt khoảng 15 tấn là mừng. Bởi toàn bộ diện tích của gia đình chị Thủy đã bị đổ sập hơn 10 ngày qua. Lúa trên bông bị ngập lâu trong nước, có dấu hiệu nảy mầm. Chưa kể lúa sập, chị Thủy phải chịu thêm chi phí máy cắt ở mức 600.000 đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Cộng với chi phí phân bón tăng mạnh, tính ra vụ lúa này gia đình chị phá huề. Năm nay thời tiết trong này quá trời thất bại luôn á, tại vì mưa gió sập sớm á, rồi máy cắt mỗi năm gì có 320, có 280 mà mỗi năm nay lên 400 mà lúa sập bây giờ đòi tới 600 ngàn một công. Đó, mà lúa đứng á, gì nó đỡ, bây giờ lúa sập anh biết không, thường mấy người cắt trước thì công tắng 700-800 này, giờ mình cắt sập kiểu này quốc nó mưa hổm đó là giờ còn có 700-800 ký à. Thì lớp nó thúi nó hư bỏ uổng á, phân nửa rồi. Vụ lúa đông xuân 2021-2022, huyện Phụng Hiệp xuống giống được gần 20.000 hecta. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch 10.900 hecta, còn hơn 9.000 hecta lúa chưa thu hoạch. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã làm sập 2.245 hecta, tỷ lệ đổ ngã từ 5 đến 60%. Lúa sập, máy gạt đập thu hoạch không hết, làm cho năng suất giảm từ 10 đến 20%. Bên cạnh đó, chất lượng lúa giảm, thương lái cũng chủ động giảm giá từ 200 đến 300 đồng một kg, hiện dao động ở mức từ 5.700 đến 7.200 đồng một kg. Thường đông xuân này thiện công tháng 1, tháng 2 năm nay chừng 8-900 mà 7-800. Cũng như nó sập rồi mưa tới thì nó hớt cái lớp dưới không hết á, hớt cái trên không à. Nó bỏ lớp dưới á. Lúc đầu thì 5.800, 50 rồi lên được 6.000, cái nó sập rồi cái thương lái nó ép lại còn có 5.800. Lúa lúc trước thì lấy cọc, người ta kêu mình lấy cọc 5.800, 6.000, 5.900, rồi thị trường thấy vậy thôi không lấy, thấy lúa nhóm lên không lấy. Mà thị trường giờ mấy người mà lấy cọc mà 5.900 là cái căng còn 5.700, mà còn em hỏi thì sáng gì nó nói còn 5.600 đó. Lúa sập, bên cạnh năng suất và giá lúa đều giảm, nông dân còn phải gánh thêm các khoản chi phí tăng, khiến cho lợi nhuận của bà con chỉ đạt từ 500 đến 1 triệu đồng một công, thấp hơn 1 triệu đồng so với diện tích lúa không bị đổ ngã.